Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời mệt quá. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay thì như bạn đang thấy, thì hôm nay mình có mời gọi là Kyron, Mèo Simi và Sammy vào trong đây để quay video cùng với mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hero Cặp Đôi Đại Chiến tập tiếp theo nha. Và xin giới thiệu bạn, ở đây có hai cặp đôi, đó chính là cặp đôi Phong Cận Kyron và Mèo Simi và Sammy. Hình như nghe cái gì nó hơi sai sai mấy ông ơi. Rất sai luôn. Ủa, từ hình như gì hơi sai ta. Đáng lẽ là cặp đôi là nhầm quên, cặp đôi Phong Cận Sammy cùng với Kyron và Mèo Simi. Ờ vậy mới đúng. Trời gì đâu mà Phong Cận và Kyron gì vậy trời. Kyron biết hay. Dạ. Có gì vậy? Chào sao mèo đánh mình? Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay video cặp đôi đại chiến này sẽ hơi khác với những cặp đôi đại chiến ở những tập trước các bạn biết. Đó chính là gì không? Đó chính là hôm nay mình với Sammy sẽ không còn là một cặp đôi, Simi với Kyron sẽ không còn là một cặp đôi nữa. Mà hôm nay sẽ là mình và Kyron sẽ là một cặp, Mèo Simi với lại là Sammy sẽ là một cặp đôi nha các bạn nha. Đó, vậy cho nó khác biệt một xíu cho nó vui các bạn hiểu không? Đấy, ok. Ủa, và... Phong ơi, vậy là ông chào đúng rồi Phong. Ông chào là Kyron, Phong cần là một cặp là đúng rồi. Sao tôi quên vậy? Hồi nãy tôi quýnh cay ta kỳ. Ok bạn ơi, vậy là hôm nay là sẽ đổi lại xíu nha bạn nha. Đấy, như thế cho game nó thú vị bạn ơi. Với lại á là mình muốn gọi là mình với Kyron thử thi đấu với lại là Simi với lại Sammy coi ai VIP pro hơn, ai gọi là chơi game giỏi hơn bạn ạ. Ấy, hai bạn nữ có dám thách đấu không hả? Đơn giản đúng không? Ok, cái này mấy bạn nói nha. Rồi ok, thì ngày hôm nay đó bạn, trò chơi mini game chúng ta sắp chơi sẽ rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Đó chính là trò chơi đi tìm cần gạt. Và để xem coi đội của mình, Phong Cận và Kyron với đại đội của Mèo Simi và Sammy, coi đội nào sẽ kiếm được nhiều cần gạt hơn nha. Rồi ok, mấy bạn đã hiểu luật chơi chưa? Cái game mình dễ Phong ơi, game mình dễ lắm chị em. Okay. Không làm được đâu. Rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào trò chơi thế nào. Let's go. À mà khoan, và trước khi vào video này, các bạn đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Mèo Simi, Sammy. Còn các bạn áo đỏ thì khỏi, để đăng ký hộ cho tất cả các thành viên Mèo Simi. Thôi giỡn, nhớ đăng ký cho Kyron nữa nha các bạn. Ok, còn bây giờ chúng ta vào video nào. Let's go. Rồi ok, thì màn đầu tiên của chúng ta chắc chắn là bắt cua lên trên kia có cái rương các bạn, để lấy cần gạt trên đó chắc chắn luôn. Ok Kai ơi, nhanh lên. Không để cho mấy bạn đi. Không thể nào để cho mấy bạn nữ lấy trước được. Trời ơi, ủa sao ba đứa đều té vậy mấy ông nội? Ok mình qua được rồi nè bạn ơi, hay quá, qua luôn Kai. Có cần gạt không? Ủa sao trong đây không có cần gạt, trong đây có thuốc không à? Ủa đâu đưa cho mình. Ủa kỳ vậy, sao tự nhiên đi tìm cần gạt mà không có cần gạt, có thuốc không vậy? Ủa mà khoan từ đúng rồi kỳ vậy. Sao bạn lấy hết không chừa trời cho em miếng nào vậy? Ok để mình xem coi. Từ mình nghĩ là cần gạt nó nằm đâu đó trên đây nè, mình phải lên mình kiếm từ. Ủa có khi nào trên cây không ta, để lên trên cây kiếm thử. Dưới nước có không? Có không? Ui cái thấy rồi, tôi hiểu rồi, cái thuốc này uống để nhảy cao hơn, bấm cái nút trên đây nè. Hợp lý bạn ơi. Yes. Tôi bấm thành công rồi. Ok rồi, tôi bấm cho mọi người qua nè. Rồi ok. Yes. Rồi mọi người tới bơi qua tôi đi mọi người. Đây. Vậy là team mình được 1 điểm rồi đó Phong. Team mình được 1 điểm rồi đó. Team nam được 1 điểm nha các bạn nha. Trời ơi. Rồi ok, tiếp nào. Ủa tiếp theo là gì đây? Cái này hình như là một cái chậu hoa thì phải. Rồi tìm con gạt chỗ nào trời. Ủa. Chỗ nào cái đó? Không biết tìm chỗ nào luôn. Đi vô đã. Rồi xin ơi, có cái được. Tiếp tục đi xin ơi, sao này nè. No. Trời ơi. Sao Kai lần nào cũng té vậy Kai? Sao Kai dở vậy Kai? Rồi đúng là một cặp đôi luôn ha. Cái này người ta gọi là đúng. Anh tới lượt mình này. Này bạn gái à, bạn gái à. Trời ơi. Tới lượt tôi té mấy ông ơi. Kai nè, Kai đánh mình nè. Tự heo. Ok, ủa này bây giờ cần gạt ở đâu ta? Từ. Ủa khoan từ, sao có cây đuốc biết bay dưới đây vậy? Ủa sao cây đuốc biết bay vậy? Ủa cái nhảy xuống coi có gì dưới à? Ơi có khi nào có cần gạt bên dưới không? Không. Từ từ để mình cố gắng tìm, rồi chắc chắn là ở đây nó có một cái manh mối gì đó nên là nó mới có cái việc này xảy ra nè. Ê đâu? mình xuống ở đây à. Ui có gì vậy? Ui, mở cửa nè, mở cửa nè, mở cửa nè. Mở cửa. Bí mật rồi.
tôi đi đến đâu luôn rồi. Đây, mình hiểu rồi. Oh no. Kai ơi, quýnh mèo xin mày xuống. Quýnh mèo xuống. Sim ơi, đi xuống, Sim ơi. Xin lỗi Sim, nhưng mà Sim đi xuống đi. Sim đi xuống đi. Đúng rồi, con gái mà đòi chơi game thắng con trai hả? Vừa phải thôi. Ông muốn chơi hả? Đánh ông xuống nè. Đánh ai chứ đánh cái nhà. Ui ơi, đánh đâu vậy? Cái đó chơi game PvP thua con gái cái. Yes. Yeah, tôi kiếm được cần gạt rồi. Kỳ quá không ơi. Rồi tay bay qua mình đi. Trời ơi, cái gì chứ? Đơn giản vậy là team mình được 2 điểm rồi. Yes. Hay quá. Ai bạn ơi, hay bạn ơi. Gạt cái đánh em xuống. Trời ơi. Thôi bây giờ quy định thế này đi, bây giờ quy định là không được quýnh nhau nha. Ok, hồi nãy là cay miệng, cay quýnh gái, cay kỳ cay. Lấy cái gì đấy. Ê bạn ơi, tính ra là hồi nãy bạn kêu mình là đánh Sim xuống đi luôn á. Hai tính ra mình kêu cay mà thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Ok, rồi tiếp theo là gì đây? Ủa cái này là cái ngôi nhà của người tuyết nè. Ủa nhưng mà đây cái này là đảo gấu tuyết nè Sim, cái này đảo gấu tuyết nè. Ủa Sim đâu rồi? Em tìm được gì rồi đúng không? Em đang kiếm. Khoan từ từ. Khi nào cái này ông ta? Ôi. Đúng luôn. Ôi trời ơi. Phòng chứ ai? Phòng chứ ai? Trời, quá đơn giản, không kiếm được thêm cái nữa bạn ơi, quá xịn. Ok. Ủa sao đỉnh vậy trời, sao bạn đỉnh quá vậy bạn? Hãy tôi xịn không? Tôi mà. Ok, cái này là gì đây? Ủa đi vô hôm nay làm gì? Đi trước. Ủa sao này giống mê cung quá kìa. Ủa sao thấy gì vậy? Ủa xuống đây xong đi đâu nữa? Ủa cái này sao giống như mê cung vậy? Lấy điểm. Ôi no. Như mê cung này sao bạn ơi? Hỏi cho em đi trước mình này cái ơi. Tiền này toán rồi. Ok. Mẹ xin mi đi ra. Ủa gì vậy? Chết rồi. Gì vậy? Ủa sao bị kẹt rồi? Gì vậy? Mở cái cửa ra. Mở cửa ra mấy ông nội. Đây. Ủa sao đông rồi? Ủa sao đông vậy? Đi ra coi. Đi ra coi kẹt rồi nè. Trời ơi, kẹt hết trơn. Qua được. Phong qua được. Mấy người tránh ra. Sammy đi ra. Cái đường này nó có chút xíu mấy bạn. Đi ra cho Phong đi qua coi. Sam đừng cái che hàng của Phong. Sam ơi. Bị mắc kẹt cái ra che hàng ông rảnh quá. Chui qua kia. Rồi xong sao chết mẹ. Ủa tôi đâu có làm gì đâu ta. Ủa Kairon đã giết Sammy kìa, tôi thấy hiện cái chữ Kairon đã giết Sammy. Tức ghê luôn á trời. Cái này là Kairon nha, phải tôi nha, ok. Yeah. Gì? Ủa gì vậy? Queen. Ba, mình đã được 3 cái nút rồi bạn ơi, mình đã được 3 cái nút rồi nha. Ủa cái gì vậy? Sao nhiều nút vậy? Ok. Cái này là coi cái nào là đúng á bạn ơi. Cái nút này khác biệt không Kai? Cái gì vậy? Ủa? Yeah, vậy là 4 cái nút. Yeah, vậy là chúng ta được 4 cái nút. Chúng ta được bốn cái nút. Ok, win. Đấy, ok rồi, tiếp. Ủa trời ơi các bạn ơi, chưa gì. Ủa gì vậy? Sao nhân tê bê mình xuống đây vậy? Ủa? Ai biết. À, mấy bạn ơi, vậy là bây giờ Phong Cận và Kairon đã được 4 cái nút nha. Họ chem chưa được cái nào. Ủa, công nhận Phong Cận kiếm nút đỉnh này luôn á. Ủa cái này là gì đây? Ủa sao lại có mấy cái đường này, trong mấy cái đường có gì không? Ủa, bạn ơi, bạn nhìn qua cái cây bên đây nè bạn ơi, như mình thấy cái cây bên đây có gì sai sai nè. Đâu bạn qua cơ kiếm, bạn kiếm thử coi. Có gì không? Hay quá cái giường, không có gì hết trơn luôn. Trong mấy cái này cũng không có gì hết trơn á. Ít vô cái rương là mình tên là bắp lên đây. Ồ. Ủa khoan từ trên đầu cây nhảy. Mình nhảy lên coi trên có gì không? Ủa, cũng không thấy được. À không có gì hết á. Có khi nào cái này là tìm góc lắc không ta? Tôi thử coi. Hình như ơi. Ê, ủa sao cây đi xuyên qua được vậy? Ủa sao cây đi xuyên qua được vậy? What the hell? Mình kiếm được ơi, mình kiếm được đúng ơi. Wow, yes. Hay quá Kai ơi. Yeah, vậy là kiếm được hội nam, kiếm được 5 nút rồi bạn ơi. Hội em chưa kiếm được cái nào hết. Tự nhiên cái mình ngồi mình mò cái rương cái tiền mình bị té xuống dưới luôn. Wow. Bạn đi xuyên qua cái rương đúng không? Ủa từ. Đúng rồi, đi xuyên qua rương luôn. Mình đi kiếm tiếp Kai, mình đừng đứng đây mình trò chuyện ở đây hội cho em đi mất tiêu luôn á. Ok, có gì đây không? Không. Lừa hả? Ủa? Có khi nào, Ui, ở trong cái ly cà phê cái. Ở trong cái ly cà phê. Lên. Ủa? Có đường lên, nó có đường lên. Ủa, khoan đừng. Hình như nó để đây nó có hia này. Còn hang này làm gì? Không, lừa. Ui, được, cái đi. Ủa? Sao lại không được? Ơ, chết, mình té rồi. Mẹ xin đi xuống. Ê! À, đây là
hay quá Kai ơi. Hay. Yes 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 yes. Được 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 được. Mọi người với ông chơi bẩn dễ sợ luôn á, mình nhảy luôn. Ôi chơi bẩn. Với ông đánh tôi chơi nãy mà. Trời ơi. Thôi 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 thôi. Ok xin lỗi gì. Xin lỗi gì Phong đã đánh sim cho nên là điểm vừa rồi nhường cho mấy bạn nữ rồi. Xin lỗi. Trời đất ơi, tôi đi vô đánh tôi ra luôn mọi người. Vậy là hội anh em được 5 điểm nè, hội chị em được 1 điểm nha. Ok rồi, xin lỗi lỡ nãy lỡ tay. Quen tay. Ok. Quen tay. Mình đã nghe gì mà quen. Bên dưới đây. Ở bên dưới đây có gì ta? Bê dưới đây coi. Đúng rồi, bơi dưới đây nè, hình như mình nghĩ là nó sẽ bơi dưới đây ấy. Hồi nãy Simmy vừa nhảy qua mình lỡ tay quýnh Simmy. Có lỡ vậy đó, cuộc đời nó có gì lỡ lầm. Ủa, tôi đã nhường điểm cho rồi còn nói gì nữa. Ủa Simmy rồi. Không có hết luôn. Simmy qua chưa? Ủa sao em qua được trong này vậy? Sao trong này vậy? Simmy vô được vậy Sim? Ủa sao Simmy vô được vậy? Chết rồi, phải đi kiếm xong. Ồ, Sim kiếm được rồi, Sim kiếm được rồi. Mình phải đi kiếm thôi, thôi Kai ơi, không được. Ê bạn ơi, mình bị dịch chuyển vô đây nè, bạn ơi. Bạn đâu? Nó mới câu hỏi. Bạn nè, mình đi. Đây nó hỏi là what color were the first house? Là cái nhà của bạn đang màu gì hả? Button or lever. Button on lever. À mà nó trả lời đúng cái câu hỏi nè. Lever này là lever mấy hả hay sao? Question 6, câu hỏi số 6. Chuckle. Ủa mà I got it. Ủa? Cái gì vậy? Ủa sao mình đã đánh? Ủa vậy là mình quên à? Ờ đúng rồi, chị qua rồi bạn ơi. Vậy là mình qua rồi nha, hội chị em qua đây đi. Ok, bọn tôi quyết rồi. Bọn tôi kiếm, không phải là quyết, bọn tôi kiếm được thêm cái cần gạt nữa rồi. Vậy là bọn tôi có được mấy điểm cay, mấy điểm, 6 điểm đúng không? 6 điểm rồi, 6 điểm bạn ơi. Ai ghê luôn, không biết mấy ông tìm đâu ra trời. Hình như ở đây là có lắp tàng hình nè, mình phải nhảy giống ở bên kia thì phải. Ok, em qua đây, sau đó nhảy qua đây. À, đi ra bên kia hả? Sau đó nhảy lên chỗ của mẹ Simmy đúng không? Ok, rồi, đi bộ qua đây, đi thẳng qua đây. Ủa? Rồi Simmy té rồi. Ok. Rồi xong tới lượt tôi té cả. Ôi sao kỳ vậy? Ôi sao? Ủa, có kìa. À hình như là nó có cái block ở bên trên đầu nữa. Để xem coi. Nhảy lên đây nè. Ok, sau đó là nhảy qua đây. Rồi sau đó là khoan thử có khi nào đằng sau lưng không? Thay vì trước mặt không? Nè nó có một cái block ở trên đây nè nên chúng ta không phải Sam. Ok, bây giờ khoan thử để mình chỉnh cho mọi người game cái gì? Game này đi, ok để mọi người không đánh được nhau. À, Sim nhảy được ở đây hả Sim? Hello Sim. Thôi nhảy rồi. Nhảy qua bên đây nè Kai. Nhảy qua bên đây nè. Không, bên đây là bên. Ừ đúng rồi. Rồi. Từ coi. Cái nhìn bên đây kia. Bên đây. Cái nhìn ở bên kia kìa, bên kia nhảy sao nhảy hệt vậy? Sắp win nè Kai cô. Đâu có. Ủa giờ mình nhảy tới bao giờ chạy? Ở Kai hình như là nhảy thẳng qua kia Kai ơi, như nhảy mình nhảy thẳng qua kia. Bạn chạy thẳng qua, bạn nhảy qua, đúng rồi. Tôi nghĩ là được á, tại vì nó có 3 block à. Trời ơi, ông chạy xa đi, ông hãy nhảy, ông nhảy như vậy sao qua được. Sau lưng chị luôn á. Ok. Nhảy lên. Ok, bây giờ mình nhường cho hội chị em qua trước đi Kai ha. Ok. Chứ không phải là do cái map này khó quá qua không được. Giờ sao ta? Cửa anh Sam. Nhảy thẳng qua kia luôn, nhìn kìa. Cái này là sao đây? Từ. Qua bên kia con, bên kia là bên kia bây là bốn block luôn. Bây giờ hai chị em từng người okay. Nhảy qua thôi. Trời ơi, Kai ơi, Sammy lên tới tận trên kia rồi kìa. Rồi xong rồi, chúng ta thua rồi, Kai ơi. Yes. Ok thôi kệ. Nói chung là hội chem mới được có 2 điểm mà anh em mình được 6 điểm luôn rồi, lo gì đúng không? Rồi, 6 điểm luôn mà. Trời lo gì đâu. Ok đi tiếp. Ok, tiếp theo là gì đây? Ủa, có cái hồ nước trong đây, hình như là phải bơi lên. Ủa? Rồi xong mèo Simmy win luôn rồi. Gì ghê vậy? Wow. Trời ơi. Vậy là hội chem được 3 điểm, hội anh em được 6 điểm, chết rồi bằng một nửa mình rồi, Kai ơi đi kiếm nhanh lên. Trời ơi bạn ơi, hội chem đang lật ngửa ván bài rồi, trời ơi. Chết rồi, anh em mình kỳ này thua rồi, từ từ. Cửa mở nè, có giáp kim cương, giáp vàng bên đây nè. Hello Sam. Hello Phong. Đi đâu ta? Wow, có giáp vàng này là lút về được không trời? Cái này tôi lấy được nè. Chứ. Đem về luôn bạn. Lấy tôi mặc luôn. Đem về luôn. Trời ơi, ăn cắp kìa. Ủa cái gì đồ trong đây, cái map này map của tôi nha. Map tôi tải về nha cho nên tôi có quyền lấy. Trời ơi.
Ủa ông tải về á bà, ông được có quyền này, ăn lấy gì này, đâu. Chỗ này có lắp tàng hình nè. Ủa mà khoan, lắp tàng hình có này nào cái lửa nó có bị gì không? Mình cũng nghi ngờ là bên dưới lava này chắc chắn có manh mối gì đó. Ê ai ai rồi xong tôi bị cháy rồi. Qua chụp nhé. Không lỡ sao lỡ có sao phải. Không hợp lý hợp lý. Nhảy xuống thử. Ôi trời. Chết rồi. Cây ơi tôi đi đây. Tôi đã chờ người ta luôn. Người tét vậy là bên dưới lava không có ông khoan từ có khi nào nhảy nóc nhà không, có khi nào mình nhảy không đúng chỗ không ta, mình nghĩ là tôi có nghĩ... thể bên đây, ủa bên đây không phải vậy, bên đây là bên lên cố lên cố lên bên đây không phải đâu, không có không có, hình như là khoan mình kiếm được một cái đồ chống lửa sao, chạy vô chạy xuống chạy xuống, ủa ủa gì vậy, ủa trời ơi, xin mấy cái đồ chống lửa kìa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cái đường kia đây. Hồi nãy tôi mới thấy cái đường. Rồi xong, xin mấy lấy hết rồi, cây ơi. Ok. Xin lấy hết của mình rồi, cây ơi. Bây giờ mình thấy nghi nghi. Mình thấy nghi nghi rồi, tại sao lại có cái lava cái đây. Khóa rồi. Sao không có ta? Cái gì? Ủa sao không có hết trơn vậy? Từ từ. Ê, tính ra là hình như là sim mới vừa bị lúng xuống hay sao kìa. Đâu, không có. Này mình đang ship thôi, không có. Muốn là cái gì ta? Cái gì không, là... có thuốc rồi nhưng mà không vẫn không tìm được. Ủa là sao? Từ. Là sao mọi người? Từ mình phải lặn xuống không? Mình lặn được không? Mình phải lặn xuống. Không lặn được, không lặn được, không lặn được. Rồi xong, bây giờ chúng ta thấy có món gấu tuyết nướng và cá mập nướng. Tao nói rồi, dễ rồi. Mình đã nói rồi, không có gì. Ủa. Tôi lúng được nè. Yes. Trời ơi, Kai ơi, hội chém 4 điểm rồi con. Ông nó, trời ơi, gì đó vậy? Coi rồi. Mình cái gì? Gì vậy? Ủa sao mình tay bơi qua xa mình bị cháy vậy? Ây da. Rồi xong. Vĩnh biệt cả nhà, tôi đi đây. Ô cái trò này. Cái trò này. Trời ơi, thấy cái quan quen vậy. Ê, có bài lắm, có bài lắm. Cái này sao? Cái gì? Mấy ông chơi gì hay á? Đặt cái gì á? Hay quá. Cái gì? Cái này là đặt cái kiểu này mà. Trời người ta, cái đấy người ta gọi là trí thông minh của người ta kỳ cục. Trời ơi, đặt hai lên vậy trời ta. Ok đi cây. Mình nhiệm vụ là tìm chìa khóa mà mọi người, cho nên là mình chơi cách nào cũng được hết. Đi liên tục. Ê cây, bây giờ nhá, bọn mình mà qua được, bọn mình tập trung mình chơi đi, hội chị em đang vượt điểm chúng ta. Ok, hội anh em 7 điểm, hội chị em 4 điểm. Ok, hơn 3 điểm là được rồi. Ok. Có khi nào cái nút nằm trong mấy nhà tù này không? Ủa sao này em có được một cái mặt nạ nhưng mà chưa biết cái mặt nạ nó có ý nghĩa gì không nữa. Ủa có hả? Em có hả? Chưa có mặt mã gì ạ? Có mặt mã gì ạ? Nhịp lạc. Ai nói? Ai mà ủa, nói? Ủa bây giờ không nói ra làm sao mà kiếm được? Phải nói ra chứ. Giờ Simmy giữ mặt mã hay sao ai biết? Nhưng mà bây giờ phải có cái thứ gì đó là dạy mật mã. Cài mình kiếm được. Mình kiếm được cái cục đá lửa. Cài ơi, cục đá lửa để làm gì cài? Đá lửa làm gì ra? Đá lửa làm gì ra? Để quăng cái gì đó nè, quăng. À, ôi! Từ từ. Gì xem? Đá lửa. Gì sao? Cục đá lửa mình biết. Cục đá lửa mới biết làm gì rồi. Đây nè, bắn đi. Tôi quên. Đâu? Ôi trời. Ủa sao tôi bắn mà nó không ra gì hết trơn mà nó bắn vô người tôi muốn cháy chết luôn vậy. Kỳ vậy? Ủa kỳ vậy? Hay chứ. Nó sẽ cháy gì đó rồi, nó sẽ cháy gì đó chắc chắn luôn. What the heck? Cái hiểu rồi. Chui vô mấy cái hùng. Xin đi ra. Đi kiếm chỗ khác. Bây giờ là quýnh luôn. Mở cửa gì mắc kẹt ngay rồi. Ủa khoan. Ok ơi. Ê mắc kẹt cơ. Mình kẹt rồi mấy kẹt. Nhóm hai chị em trong đó luôn. Kiếm mãi không có. Ok rồi, màn tiếp theo là màn đúng rồi, chúng ta đã chịu thôi chứ một màn mê cung. Tiếp theo là sẽ là màn mê cung nè. Ồ, Kai ơi, lúc nhỏ tôi là chùm chơi cái trò mê cung nè, Kai biết sao không? Tại sao? Tại vì Phong đã có bí quyết chơi cái trò này rồi mà Phong chỉ cho hội anh em đồ kiểu hội chị em cũng biết cũng đã từng chỉ rồi nhưng mà mọi người sẽ không thể nào mà kiếm được hai bằng Phong đâu.
không có cách năm lên nữa. Mình đang sau lưng bạn nè bạn ơi. Biết đó là gì không? Đó chính là chúng ta hãy áp sát cái người chúng ta vào bức tường và di chuyển theo bức tường. Chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được đường đi. Hợp lý. Cái đó là một cái mà Phong đã từng được cô giáo dạy cho. Giờ Phong đi kiếm nè. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nó vô gọi là trong cái lấy cái mặt trà vào trong cái tường đó vậy đó. Ủa rồi mà sao tôi áp từ nãy tôi áp muốn lén cái mặt tôi luôn mà không thấy cái gì đó. Giờ áp dụng cái gì luôn cái đó phải không? Công thức cái kiến thức thực tế đó không? Cái thực tế nó khác lắm. Mệt quá. Cái kiến thức này nó kỳ, mọi người áp này chưa nát cái mặt luôn mọi người. What the hell? Không còn gì mà để nói nữa. Ủa rồi chỗ nào vậy mọi người? Ủa ai biết? Tôi chị. Hello Phao, anh nha. Trời ơi, tôi kiếm được cái nút rồi nè. Lê 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 lê. Ủa, được rồi, được rồi, được rồi. Vậy? Heo. Nãy chờ lặng lẽ thôi. Úi giời. Cái ơi, tơi bơi qua xin mi đi cai còn ở đây làm gì nữa. Trời ơi, người chơi hề lặng lẽ hả? Ok, tiếp đi kiếm tiếp cai. Đừng bạn ơi, hồi chim được 5 điểm rồi. Hồi chim 5 điểm rồi, không sao, mình vẫn hơn 2 điểm mà, không sao. Đúng hơn mà, trời ơi. Ui, cái là người chơi hệ màu xám, cái là người chơi hệ màu xám. Từ, chỗ này là sao? Đi ra. Không, ông quá rồi. Dạ, giỡn. giỡn quýnh yêu cái đó là còn quýnh yêu mà quýnh yêu vậy đó. Trong này là quýnh tàn là tàn sát nhau thôi. Có cái cục slime ngay đây thì chắc là chúng ta phải nhảy qua. Nó có lý do chắc nó tưng tưng này thôi, tưng mình lên thôi chứ không có gì đâu. Ngoài mình chắc chắn là phải có gì đó, không thể nào cục slime gì đấy tưng. Em đang nghĩ là phải có khi nào ở trong nhà không, có khi nào ở giấu không, cái có khi nào cái nút là một cái nút bằng đá và nó giấu ở trong đây là bọn mình sẽ không tìm thấy được. Cái này mình nghĩ là chắc là phải xoay tinh mắt các cây ơi. Trời ơi, cái này sao nhớ được cục slime này nó có liên quan gì đó đúng nè. Đúng rồi, không thể nào nó đặt cho vô đây được. Từ từ xếp xuống nó bị giống không bị hết. Buồn quá. Em thì nghĩ nó chỉ là một cục slime bình thường thôi chứ chưa có gì đâu. Mấy góc này đều có slime hết nè. Bởi vì slime nó không thể chui xuống được nè, về tính chất là như vậy nè. Nhìn lên đây thấy cái gì không? Thấy gì? Bấm đi. Có gì? Ui vậy? Có cái đâu? À đây cái nút này. Mình đứng rồi. Cái trời ơi. Tức ghê. Cái nút nó giấu ở trên cái tường đây mà. Không có đúng rồi. Ui vậy là tôi nói đúng rồi. Ok từ thế cái gì đây? Ủa sao nhảy xuống đây? Ủa khoan. Nhảy xuống đây. Tài lanh. Khi nào trên mấy cái đèn nó có nút không ta? Ủa gì cái nút nằm đâu? Lúc em giờ hình là gì? Ủa? Nó này hả? Your father lost. Khi nào mình quên được không? Không có gì hết, nó ghi là gì? Bạn tìm thấy gì? Bạn tìm thấy một gì ta? Một cái đạo không có gì cả. What? Ủa là hả? Không có gì. Ủa? Là đây không có gì nữa hả? Ủa vậy là mình quên này hả? Ủa vậy là mình quên được cái? Chưa. Yeah. Ok bạn ơi, vậy là trong trận đấu tìm cần gạt lần này thì hội anh em bọn mình đã là người giành được chiến thắng nha các bạn nha. Tỷ số là 8 điểm. Tám mấy ta? 84 đúng không? 85. 85 hả? 85 hơn hội chim 3 điểm. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ hội anh em đã trả thù được thêm một màn chơi nữa rồi, đó chính là tìm cần gạt đó. Thì cái trò này nó quan trọng là ở trí thông minh, các bạn hiểu không? Quan trọng là ở trí thông minh. Không. Chứ không có phải là gọi là con trai ăn hiếp con gái. Nếu mà con trai ăn hiếp con gái là phải là BVB hay gì đó, con gái nó không biết chơi á thì đó mới gọi là con trai ăn hiếp con gái, bạn hiểu không? Còn cái này là tìm cần gạt. Nó rất là nhẹ nhàng. Đó, nhưng từ nãy giờ nhẹ bọn mình quýnh mấy bả hơi nhiều cây. Đúng rồi, hơi bị nhiều. Không, nhưng mà mấy cái pha tôi quýnh là tôi quyết định là tôi nhường điểm luôn rồi, tôi đâu có lấy điểm pha đó đâu. Hồi giống pha hồi nãy tôi lỡ tay tôi quýnh sim xuống á, tôi nhường điểm luôn mà. Ok thôi okay. Thì không nói nhiều nữa, thì coi như là mình với Kairon đã chiến thắng rồi nha các bạn nha. Ok. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu như bạn thích video này đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của mèo Simi, Sammy, còn mèo áo đỏ thì khỏi, để đăng ký hội cho tất cả thành viên của Hero Team nha mọi người. Thôi mình giỡn á, nhớ đăng ký cho Kairon nữa nha các bạn, mình chọc Kairon hoài. Ok, tạm biệt mọi người, yêu anh em mãi nồi, tạm biệt. Bye bye. Annyeong.